vừa rồi phải đưa bóng đi ra ngoài. Và đã có bàn thắng dành cho đội tuyển Futsal Việt Nam. Đó là Minh Trí. Một lần nữa chúng ta đã tận dụng rất tốt được những khả năng phối hợp của mình trong các tình huống đa biên. Bàn thắng đầu tiên của Minh Trí tại vòng chung kết FIFA Futsal World Cup năm nay. Đường kim bóng vàng, Futsal Việt Nam đã cùng với đồng đội thực hiện pha phối hợp đá biên cực hay. Người đã có đường truyền từ quả đá biên đó là Châu Đoàn Phát. Thêm một lần nữa chúng ta ghi bàn từ những tình huống cố định, những tình huống mà chúng ta đã tập rất kỹ. Quốc Nam dứt điểm 2-0, tuyệt vời. Châu Đoàn Phát lại là một pha phối hợp đá biên nữa và chúng ta đã có được bàn thắng thứ hai. Một cú sút ở một góc khá hẹp nhưng bóng đi căng và đi cao gây ra bất ngờ đối với thủ môn của đội tuyển Panama. Chúng ta hãy cùng xem lại một động tác khống chế bóng bằng gầm giày rất quen thuộc của môn Futsal và một cú dứt điểm rất quyết đoán, cú sút thẳng mặt. Chúng ta đang tuân thủ mà. Mackenzie nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho các cầu thủ Panama. Một pha phối hợp hay và người ghi bàn cuối cùng đó chính là Abdian Castellon, cầu thủ mà chúng tôi vừa mới đề cập. Một tình huống mà đội bạn đã phối hợp với nhau rất tốt và chúng ta đã không kịp bọc lót. Cú sút của Castellon, cầu thủ thuận chân trái, cũng là quá hiểm hóc. Chúng ta sẽ cần phải có được sự tập trung. Rất nguy hiểm. Hai tình huống liên tiếp, bóng đã chạm vào cột dọc khung thành của cầu thủ Panama. Đầu tiên là một tình huống có lẽ là xuất phát từ cái chân của thủ môn Hồ Văn Ý. Ba lần, chính xác là vừa rồi đã ba lần bóng tìm tới. Và bây giờ thì VS, công nghệ video support sẽ được đưa vào và chúng ta sẽ khiếu nại. Ở trong trận đấu với Brazil chúng ta đã không khiếu nại và có một bàn thắng không hợp lệ của Brazil. Chúng ta cùng xem là với tình huống này các trọng tài sẽ nhận định như thế nào. Vâng, một vị trí rất nhạy cảm. Sẽ cần phải có hình chiếu đứng xem bóng đã hoàn toàn vượt qua vạch giới hạn ở khung thành hay chưa. Ở góc máy này thì có vẻ như chúng ta sẽ có được bàn thắng. Chúng ta sẽ cần những phân tích kỹ hơn của công nghệ Video Support VS. Theo cảm nhận của tôi, bóng đã hoàn toàn đi qua vạch vôi rồi. Và nếu bàn thắng được công nhận thì đó là bàn thắng của thủ môn Hồ Văn Ý. Đây là điều mà đội tuyển Futsal Việt Nam đã cải thiện so với trận đầu tiên. Trận đầu tiên chúng ta quá cuốn vào trận đấu và quên đi mất rằng chúng ta có một quyền khiếu nại này ở trong mỗi hiệp đấu. Và ở trận đấu này thì ban huấn luyện đã phân công ra một thành viên để theo dõi. Chúng ta hãy cùng xem quyết định của trọng tài. Và quyết định này không có bàn thắng dành cho đội tuyển Futsal Việt Nam. Castellon và Hồ Văn Ý. Đội bạn dứt điểm quá tốt. Hai đều. Chúng ta dẫn trước 2-0. Có thêm hai cơ hội nguy hiểm để ghi bàn nhưng không tận dụng thành công. Và bây giờ chúng ta đã để cho đối phương gỡ hòa hai đều. Cả hai bàn thắng của Panama đến thời điểm này đều thuộc về Abdian Castellon. Việc phạm quá nhiều lỗi khiến cho chúng ta bây giờ đang thi đấu với rất nhiều áp lực. Bây giờ thì mỗi tình huống phạm lỗi trực tiếp sẽ lại giúp cho các cầu thủ Panama có những cơ hội. Cơ hội phản công. Ôi, rất kỹ thuật. Wow! Tuyệt vời. Một nỗ lực xử lý cá nhân rất đáng khen ngợi của cầu thủ áo số 14 Nguyễn Văn Hiếu. Sau rất nhiều những khó khăn mà chúng ta phải đối mặt ở đầu hiệp 2 khi mà các cầu thủ Panama đã dồn lên tạo sức ép. Đây là một bàn thắng giải tỏa sức ép về mặt tâm lý và điều quan trọng nó lại giúp cho đội tuyển Futsal Việt Nam của chúng ta dẫn bàn. Chúng ta hãy cùng xem lại pha xử lý rất tự tin vượt qua cả thủ môn đối phương và dứt điểm thành công ở góc hẹp của Nguyễn Văn Hiếu. Văn Hiếu là một trong hai cầu thủ trẻ nhất của đội tuyển Futsal Việt Nam. Anh sinh năm 1998. Và Văn Hiếu đã có một nỗ lực tuyệt vời. Để bóng ra bên ngoài để chúng ta được hưởng quả đá phạt góc. Và hết giờ, chiến thắng dành cho đội tuyển Futsal Việt Nam. Xin chúc mừng huấn luyện viên Phạm Minh Giang và các cầu thủ đã có một trận đấu đầy quả cảm và chúng ta đã có được chiến thắng với tỷ số 3-2 trước đội tuyển Panama. Đội bóng xếp trên chúng ta trên bảng xếp hạng. Thật tuyệt vời Hồ Văn Ý với màn trình diễn ngày hôm nay. Quý vị khán giả truyền hình mến, sau đây xin mời quý vị đến với phần bình luận sau trận đấu của chúng tôi.